Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bão chưa đổ bộ, lốc xoáy đã tốc hàng trăm nóc nhà, chủ tiệm khóc ròng vì vàng bị gió cuốn bay. Trước khi bão số 4 đổ bộ, một cơn lốc xoáy quét qua làm nhiều trụ sở nhà dân bị tốc mái, đổ sập ở thị trấn Cửa Việt, Quảng Trị. Một tiệm vàng trên địa bàn cũng bị thổi bay, mất rất nhiều vàng. Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Tuy bão số 4 Noru chưa đổ bộ, nhưng khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 9 đã xuất hiện cơn mưa lớn cùng với lốc xoáy quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Theo người dân chứng kiến, trận lốc xoáy xảy ra trong vòng chỉ vài phút nhưng để lại thiệt hại nặng nề. Nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang, hàng quán, trụ sở, nhà dân bị tốc mái. Nghiêm trọng nhất là tại chợ Cửa Việt, lốc xoáy đã làm sập mái, tốc mái, vỡ cửa kính nhiều quầy hàng khi ốt trong chợ. Khu vực bán mặt hàng tươi sống bị sập mái toàn bộ. Nhiều cửa hàng bán vàng bạc, đá quý thiệt hại nặng nề vì lốc xoáy cuốn phăng cả tủ đựng vàng bạc. Sau khi trận lốc xoáy xảy ra, tiệm vàng Phước Thịnh ở chợ Cửa Việt bị lốc thổi, rất nhiều vàng trong tiệm bị cuốn bay theo. Tại hiện trường, chủ tiệm vàng bị thương, chỉ biết khóc trong vô vọng. Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cùng giúp gia đình tìm vàng. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo tiền phương cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng chống bão số 4 tại tỉnh Quảng Trị. Sau cuộc kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp rà soát công tác ứng phó bão số 4 tại đầu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Dự họp có lãnh đạo một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 4. Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, chỉ còn mấy tiếng nữa thì bão sẽ đổ bộ vào đất liền, thời gian rất quý, do đó cần nắm chắc tình hình giải quyết kịp thời những phát sinh do cơn bão gây ra. Cho biết, về việc kiểm tra khu vực bị lốc xoáy tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng cho rằng dù chuẩn bị kỹ càng thì vẫn còn tình huống đột xuất bất ngờ. Mặc dù bão chưa vào nhưng lốc xoáy làm cho 100 ngôi nhà tốc mái, 3 người bị thương, Quảng Trị đã vào cuộc kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Phó Thủ tướng đề nghị cuộc họp tập trung vào các biện pháp cấp bách trước mắt khi chỉ còn ít thời gian nữa bão sẽ vào, trong đó tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân, sức khỏe, tính mạng của người dân là hàng đầu. Điều đó liên quan đến sơ tán, bố trí chỗ ở, đã vận động bà con sơ tán hết hay chưa, làm sót cái này thì bão vào thì nguy hiểm cho người dân, đây là nhiệm vụ số 1. Thứ hai, phải xác định bảo vệ các công trình trọng điểm, quan trọng mà ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội cũng như an toàn cho nhân dân, hồ đập, đê điều, đường xá, bệnh viện, bảo vệ hệ thống điện. Thứ ba, Phó Thủ tướng đề nghị báo cáo về việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, ứng cứu trường hợp bị chia cắt, có thể xảy ra tình huống chưa lường hết như đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu như thế nào. Chủ khách sạn Club Đà Nẵng, Hội An cho dân ở miễn phí tránh bão Noru. Nghe tin về sự nguy hiểm của bão Noru, Quang Huy, chủ khách sạn tại quận Sơn Trà Đà Nẵng tận dụng 8 phòng khách sạn của gia đình làm nơi trú ẩn cho người dân địa phương. Quang Huy sinh năm 1995, thông báo cho người dân về hoạt động của mình trên mạng xã hội và nhờ người quen loan tin giúp. Tính đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, hầu hết phòng trong khách sạn đã kín người đến tránh bão. Tôi có đủ chỗ ở tạm cho khoảng 40 đến 50 người. Hiện tôi để dành ra một phòng nhỡ tối nay có người gặp sự cố bất ngờ có thể đến tá túc, anh Huy nói với Dinh. Vì không gian có hạn, anh Huy ưu tiên giường nằm cho người già, trẻ nhỏ. Đối với sinh viên thanh niên khỏe mạnh hơn, anh trải thảm, đệm ra sàn để mọi người ngả lưng. Ngoài chỗ ở, khách sạn cũng chuẩn bị một số thực phẩm như mì tôm, nước, bánh ngọt để ở những vị trí đặc biệt sử dụng và đều miễn phí. Giờ là mùa du lịch thấp điểm, phòng chống cũng không để làm gì, chi bằng tận dụng hỗ trợ bà con. Mọi người bí lắm mới tìm đến nhờ giúp đỡ nên tôi sẽ cố gắng hết sức, anh chia sẻ. Tại quận Liên Chiểu, club của anh Ngọc Sơn cũng đang được tận dụng làm nơi lánh nạn miễn phí. Anh cùng nhân viên trải sẵn chiếu, chăn mỏng ra sàn cho người dân ngủ tạm. Quầy bar cũng được chất đầy sữa tươi, mì tôm, trứng, xúc xích và nước nóng để mọi người sử dụng. Trước đó, anh và một số người bạn còn hỗ trợ chặt tỉa cây, trăng chéo nhà cửa và di chuyển một số đồ vật có giá trị cho người cần kíp trong bán kính 1 km. Tất bật hỗ trợ người cần.
lo lắng trước sự nguy hiểm của cơn bão được dự đoán là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, anh Phạm Thế Phương Đà Nẵng biến nhà riêng trên đường Ngũ Hành Sơn thành điểm trú bão cho các sinh viên quanh khu vực. Tôi biết có nhiều sinh viên ở trọ trong những căn nhà thiếu kiên cố, dễ gặp nguy hiểm khi bão tới nên muốn các em có nơi tránh tạm. Tôi cũng lo ăn uống đầy đủ cho họ. Anh Phương cho biết sau khi đăng tin lên mạng xã hội đã có nhiều bạn liên hệ nhờ giúp đỡ, nhận thông tin bão sẽ mạnh nhất vào khuya ngày 27 tháng 9. Anh dặn dò mọi người tới nhà trước 17 giờ để đảm bảo an toàn. Tới đầu giờ tối, 10 bạn sinh viên đã có mặt ở nhà anh. Anh cho biết những năm trước mỗi lần có bão lớn hay lũ lụt nguy hiểm, gia đình anh đều hỗ trợ mọi người. Anh hy vọng cơn bão sẽ sớm qua và mọi người đều bình an, không có quá nhiều thiệt hại. Ở Hội An, thời gian bão Noru đổ bộ, ba cơ sở của Mian Villa Hotel sẽ mở cửa đón bà con địa phương tới lưu trú hoàn toàn miễn phí. Chiều tối ngày 27 tháng 9, cơ sở của khách sạn ở số 30 đường Nguyễn Tuân đã kín chỗ. Chị Sen, nhân viên phụ trách villa tất bật hỗ trợ sắp xếp chỗ ở và cùng mọi người nấu ăn. Villa tôi phụ trách có 16 phòng nhưng rộng rãi nên chúng tôi bố trí thêm giường và đệm phụ để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn. Hiện có khoảng 50 người đang tránh bão ở đây, có cả sinh viên, người lớn tuổi và trẻ con. Một số bạn đi làm nhưng gió lớn không về nhà được, chúng tôi cũng giúp họ vào trú bão. Chị Sen cho biết, chị Sen cho hay từ chiều, gió bão bắt đầu mạnh lên, villa ưu tiên bà con có hoàn cảnh khó khăn, những người ở trọ không kiên cố và người dân ở các khu vực trũng thấp, giáp biển dễ gặp nguy hiểm khi bão đổ bộ. Bên cạnh chỗ ở miễn phí, các cơ sở của khách sạn hỗ trợ thêm nước uống và mì gói cho mọi người. Những người dân đến lưu trú cũng mang theo thực phẩm, chủ yếu là đồ khô và dễ chế biến. Hiện tại chỉ có tôi là nhân viên ở lại nên mọi người tới đây cũng giúp đỡ nhau nấu nướng. Tôi tranh thủ đi tiếp tế thêm đồ ăn, nhưng rau và trứng không còn để mua. Một số mạnh thường quân có gọi điện để hỗ trợ thực phẩm, nhưng bà con ở đây thấy mình đã đủ nên nhường phần đó cho những nơi cần hơn, chị Sen chia sẻ. Bão Noru có thể làm đắm tàu trọng tải lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Chuyên gia khí tượng cho rằng Noru là cơn bão lịch sử có thể làm đắm tàu trọng tải lớn. Khi bão vào đất liền, dự báo gió cấp 12, 14, giật cấp 15 có sức tàn phá lớn. Trao đổi với báo chí chiều ngày 27 tháng 9, ông Trần Quang Năng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định khi áp sát vào vùng biển nước ta, cường độ bão Noru duy trì cấp 14, giật cấp 16 tới khi bão vào đất liền, dự báo bão ở cấp 12, 14, giật cấp 15. Đây là con số lịch sử mà từ trước đến nay bản tin dự báo của chúng ta chưa từng đề cập tới. Với cấp gió như vậy, sức tàn phá của bão rất lớn, ông Năng nói. Theo vị chuyên gia, với cấp gió như vậy, tàu trọng tải lớn nằm trong vùng biển của bão đi qua có thể đánh đắm. Vì vào ven bờ, toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng, cột sóng cao có thể gây đắm nhiều tàu thuyền kể cả khi neo đậu ở cầu cảng kín. Trên đất liền, cấp bão có sức gió 12 đến 14, giật cấp 15. Bão có thể tàn phá nhiều công trình nhà cửa không kiên cố và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động giao thông. Dự kiến bão đổ bộ vào đất liền 21 đến 22 giờ hôm nay đến 5 đến 7 giờ sáng ngày mai. Ông Năng khuyến cáo toàn bộ người dân ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía Bắc Bình Định tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra khỏi nhà để hạn chế thiệt hại do cơn bão lịch sử gây ra. Ngoài gió mạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn tại các khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Mưa bắt đầu trút xuống từ chiều ngày 27 và kéo dài hết ngày 28 tháng 9 với lượng phổ biến từ 250 đến 350 mm, có nơi trên 450 mm. Riêng khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Chuyên gia cảnh báo khu vực đồng bằng, ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nguy cơ ngập trung bình từ 0,3 đến 0,6 m. Đáng lưu ý từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đề phòng nước dâng từ 1,5 đến 2,5 m, gây nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển, cửa sông. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến tối ngày 27 tháng 9, các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 81.000 hộ dân, tương ứng trên 253.000 người đến nơi an toàn. 8 tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27 tháng 9. Một số địa phương cũng
cho cán bộ công nhân viên nghỉ làm từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9. Hiện gần 4.800 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm đã di chuyển vào đất liền tránh trú. Nhà chức trách tiếp tục yêu cầu các địa phương điều tiết phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không ra đường từ đêm ngày 27 tháng 9 đến khi bão tan, đồng thời xem xét dừng một số hoạt động sản xuất để hạn chế người dân tham gia giao thông khi bão đổ bộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.